Hello, mình chào tất cả các bạn nha. Quay trở lại mình thăm cái hào cá của chú mình các bạn ơi. Tại vì ở đây thì nói chung thì nguyên cái dãy ruộng này nè các bạn. Cá thì dồn về cái mương này hết trơn. Tại vì ở đây nó có cái lòng giữa đó, các bạn, nó có cái mương. Cá nó dồn mùa nước đó, nó giật xuống rồi dồn về đây hết. Trời này cũng đương nắng nha các bạn. Thì mình quay cho các bạn xem cái khu bữa nay coi có ai lụm cá đồ đó các bạn. Cá chốt quá nhiều luôn các bạn ơi. Nói là tính nói tấn hay tấn chứ không có nói ký. Cá chốt không biết sao mà năm nay mà dồn về cái đất này quá nhiều các bạn. Rồi mình ra ngoài mình coi mấy cái người ngoài đó các bạn. Đi lụm cá chốt nha các bạn. Thôi theo mình coi ra ngoài coi coi sao nha các bạn. Mình cũng không có dám xuống ruộng này đi nữa các bạn ơi, tại cái chốt nó chết nằm dưới á. Thôi đi có gì đạp cái nhức dữ lắm nhất. Để mình ra mấy anh mấy chị lụm cái chốt ngoài đây nha các bạn. Giờ coi quay ra lụm nãy giờ coi nhiều không. Đó. Cô chú anh chị đừng lụm cá đó các bạn. Mình lò dưới đây là không dám lò các bạn ơi. Cá chốt nằm dưới nhóc chân á. Đây. Mấy anh mấy chị đang lụm cá chốt nữa các bạn. Đây nè. Chết nó nằm gì nè các bạn. Nằm gì nè. Nhóc chân các bạn, bởi vì không có dám đi. Trời ơi quá trời nổi luôn rồi nè. Không nè các bạn. Chết nổi nhóc nữa các bạn. Nổi gì nè. Cái này ở ngoài ruộng nữa các bạn mà cá nó gì đó. Quá trời cá luôn nè. Bởi vậy này lấy gỗ mình vớt chứ mà lụm sao hết nè. Các bạn coi cá mà nằm gì nè rồi sao mà lụm cho sể thôi nè. Cô chú anh chị ở đây cũng lụm về cũng làm mắm hay gì. Quá trời luôn coi nè. Cá nó chết nổi gì đó. Nãy giờ lụm nhiều chưa anh? Nhiều đây hả? Thùng ha. Ủa nãy giờ lụm cũng nửa thùng mày. Thêm quá các bạn ơi. Ở đây là chỉ có cái hầm này thôi chứ đâu có hầm nào hả anh Gục? Biết rồi. Hầm nào đây? Đây. Ở đây chỉ có hầm này thôi chứ. Dạ. Cô lụm một gỗ bành kia luôn kìa các bạn. Con đi con không dám đi luôn á cô. Thôi rồi, đi nhẹ dọ chứ đi mạnh là. Dạ. Đây ông chú nãy giờ lụm cũng chú nãy giờ lụm cả hai thùng chưa chú? Hai thùng rồi, cái này nó hai thùng rồi đó. Cái này nó hai thùng đó hả? Ừ. Cá mà lụm không đó các bạn. Mà hốt một tay không đó, hốt không đó. Cái này nước nhiều hơi ấy rồi, có mồi. Nước lớn mình nước nước lớn vô hả? Nước nó gịn gịn vô. Trời ơi, nãy nó nằm cái bằng sâu sâu đi không được luôn. Thôi tôi muốn miếng đất này tôi mời tôi bắt cá cũng vô nó. Dạ vô. Miếng đất này năm nào cũng vậy trơn cô ơi. Mà không biết mà sao năm nào cũng dồn về miếng đất này chứ. Thì nó có cái thung lũng này nè. Dạ. Ở đã nổi nhóc chân kìa chú. Đó. Trời ngán rồi. Bởi vậy
Này lượm về mình có mình làm mắm chứ không có làm cái gì được nha. Mắm chứ làm gì vậy? Dạ. Nè các bạn ơi. Nãy là tôi hốt không, cái này là hết cái đường hốt rồi. Hốt cái này họ không bằng... lấy gỗ hả? Gỗ cũng đâu thấy đường đâu ấy. Không thấy đường hả? Nãy là hốt không á. Dạ. Ý mà mình lượm trên đây không á thì mình không có tính ở dưới mương đâu, phải là tính dưới mương. Hồi sáng là kéo gần cả tấn á. Ở ngoài Thái Bình quá hả cô? Đi mà con không dám đi luôn á. Cá nè bạn. Cá chì dinh rồi cá chốt rồi nhóc nha. Đi cô. Quá khứ rồi bạn. Đi mò rồi một chặp rồi đó, mò giờ mò lại hết đó. Đi mà không dám đi luôn á. Ham cho đi. Dạ. Sớm giờ máu me quá trời nhức chết. Nói chung con cũng ham nữa mà tại con làm cái YouTube này con đi quay. Dạ. Các bạn ơi. Cá mà lụm hốt không đó. Các bạn có xem qua clip này thì thấy cái gì đó các bạn nhớ like và đăng ký giùm mình nha các bạn. Sớm giờ mấy chú làm cũng mấy thùng rồi đó, tôi mới đi chặp này nè. Dạ. Nó tôi phải hai chặp nhiều lắm luôn. Con cũng kéo ở đây mấy lưới nè. Dạ có dạ. Kéo mà. Sáng con ra ông xã tôi nữa. Dạ. Ở đây nữa nè. Tiếp chú qua tiếp. Ôi trời trời, nó làm gì. Quá khứ cá. Đi mà con không dám đi luôn nè. Thôi mình chống cái xuồng này vô chổng dở cái lú cái vớn chổng nha các bạn. Mình đem về tối mình. Nó nghe nè, chú dở rồi chú thằng ơn chú đẩy ra được không? Đẩy ra ra chừng nữa mượn xuồng đẩy một cá nhờ vô đó chú. Dạ được. Để con vô chổng con dở cái vớn con đổ vô xuồng đi rồi. Nó sắp không nổi. Dạ. Rồi con đẩy ra. Các bạn ơi cái ở ngoài đồng nè, cái hầm lạng đó các bạn. Hầm ở trong cái khu đất mà có cái lỗ chính giữa người ta lấy đất đó, nó hầm cá chốt mà ụt một cái như cá nuôi á coi nè. Dữ lắm luôn các bạn. Mình bơi vô đây mình dở cái vớn nghe các bạn có gì không nha. Trời ơi nó ụt một cái dữ lắm các bạn ơi. Cá quá trời luôn. Như phần có mình nên mình cầm máy quay rồi không có ai phụ trợ tiếp đó các bạn. Nó hơi giật các bạn cũng thông cảm nha. Mình vô chổng mình dở cái lú đó mình về mình ăn nha các bạn. Mình đứng bơi cái xuồng nè. Rồi mình đổ lên xuồng này nè. Nó cá sáng mình kéo lưới đó gì nữa các bạn. Người đâu có làm hết đâu các bạn. Không có làm xế được. Tại vì năm nào cái hầm này cũng vậy trơn các bạn. Nó nguyên cái khu ruộng này nè. Nguyên cái khu này trơn luôn là nó dồn xuống cái mương này trơn luôn á. Cô chú anh chị vô ngoài kìa. Lụm cá cho người ta lụm thì người ta lụm. Về người ta ủ mắm. Thôi mình vô mình dở vớn các bạn ơi. Đây, tới vớn nè. Có mình nên mình không làm ăn được gì chân các bạn. Người ta quay, người ta bơi rồi. Để mình dở vớn. Có cái chốt rồi nè. Đây các bạn ơi. Mình dở cái vớn nha các bạn. Chạy được nhiêu nè. Có mình nên mình không biết làm gì giờ. Quay cũng không được nữa. Đây, cái này cả chục ký rồi các bạn. Quá trời luôn rồi nè. Dữ lắm nhiều luôn rồi nè. Mình có mình ăn, mình cũng không biết làm gì nữa. Ây da, ây da. Quá trời nặng luôn rồi.
Giờ mình đổ cả xuồng này đi rồi mình vô mình tát lên nha các bạn. Một lợp luôn nữa các bạn. Cá quá nhiều luôn à. Không biết làm gì luôn. Mình không biết cái đường mở ra luôn nè. Đây 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 có à. Có cái đường này nữa các bạn. Mình đổ ra ngoài cái phải chục ký các bạn, nhiều lắm luôn. Đây nè. Ôi ôi cá lóc nhảy ra. Ủa. Ôi ôi coi nè. Một khoang luôn đó các bạn. Nè. Vậy cái này mình mặn khô chứ không làm gì chứ các bạn ơi coi nè. Quá trời luôn à. Rồi video đến đây mình cũng đã kết thúc nha các bạn. Các bạn có xem qua cái video 1, cái video 2 thì các bạn thấy cá đồng mình đó các bạn coi nè. Thì các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký giùm Móc Miền Tây nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn.